Chuyên mục Cùng Nông Dân Ra Đồng do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện. Xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Trong chuyên mục tuần này, mời bà con nông dân và các bạn theo dõi chủ đề chăm sóc hoa cúc đạt chất lượng cao. Bây giờ là nội dung chuyên mục, mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con, cúc là một trong những loại hoa có mặt từ lâu tại Đà Lạt, Lâm Đồng cũng như tại Việt Nam. Hiện nay, loại hoa này được trồng để kinh doanh và mang lại thu nhập khả quan cho nhiều nông hộ địa phương. Trên thực tế, để có được những vườn cúc đảm bảo chất lượng, thì bà con nông dân phải đầu tư rất nhiều, bởi loại hoa này rất nhạy cảm đối với một số loại nấm bệnh. Nếu chúng ta không làm tốt khâu chuẩn bị xuống giống, đầu tư, chăm sóc, thì sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển của hoa cúc. Là bây giờ là cái khâu mà mình xử lý xem rồi là mình trồng, là bây giờ là khó khăn là sâu bệnh. Hại của coi là mình cũng xử lý, mình làm từ cái lúc đầu hết, rồi coi nó nói chung là nó ổn định. Chứ còn mình mà trồng mình không có xử lý theo cái phương pháp về hữu cơ sinh học hay là tất cả các loại ta trồng thì nó cũng khó khăn cho bà con mình. Bây giờ như giai đoạn coi có nụ này thì mình quan tâm đến sâu cánh đọt với lại bò trĩ. Cái hoa cúc này nó bị virus đó, thì sâu nó bị méo cái thân lên, nó chỉ làm cho cái coi mình nó sinh trưởng một bên không được. Nó sẽ méo đi rồi nó làm ức chế cái bộ phận một bên, là nó méo cái coi là từ từ nó vàng coi là nó sẽ chết. Thưa bà con và các bạn, vừa rồi chúng ta đã nghe một số ý kiến của bà con nông dân về tình hình canh tác cây cúc trong giai đoạn hiện tại. Và để giúp cho bà con nông dân có thêm được những kiến thức để chăm sóc hoa cúc thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với kỹ sư Đặng Quang Huy và để tìm hiểu. Vâng, xin chào kỹ sư ạ. Thưa kỹ sư, để có được những cây hoa cúc mà lớn và đẹp như hiện tại thì bà con nông dân cần phải chú ý đến những vấn đề gì ạ? Vâng, xin kính chào bà con. Và để đạt được những cái thành quả như ngày hôm nay, như bà con mình thấy trong vườn này, thì cần phải chú ý đến từ cái khâu là làm đất, chọn giống và cái khâu chăm sóc. Đối với khâu làm đất thì bà con cần bổ sung đầy đủ cái phân hữu cơ giúp cho đất tơi xốp, tăng độ kết cấu của đất giúp. Và cái thứ hai thì bà con cần bổ sung cái nấm đối kháng Trichoderma vào rồi để quản lý những cái nấm tồn dư trong đất như là nấm Fusarium nó. Và cái thứ hai đó là cái Phytophthora, cái thứ ba là Rhizoctonia gây lên cái bệnh là chết và héo vàng trên cây hoa cúc. Bên công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời có sản phẩm đó là Trico Đại học Cần Thơ, là một thành công của Đại học Cần Thơ khi phân lập các cái dòng nấm Trico ở trong nước và đưa vào để có tác dụng là nó vừa phòng và nó vừa khống chế được cái nấm Fusarium ở trong đất để giúp cho cái vườn cây của mình nó phát triển tốt hơn. Về cái sản phẩm Trico của Đại học Cần Thơ á, thì là nó có chứa những cái dòng Trico để có thể để phòng và trừ những cái nấm như là Fusarium, Phytophthora và Rhizoctonia. Cho nên là khi mình đưa xuống đất thì nó sẽ vừa khống chế cái khả năng phát triển của những cái loại nấm bệnh vừa rồi tôi đã nói. Và cái thứ hai, một phần của cái Trico Cần Thơ nó sẽ phân hủy cái hữu cơ còn dư thừa, nó giải độc cho cái đất của mình. Và trong giai đoạn thứ hai đó là khi mà bà con mình đưa cây ra vườn, trong giai đoạn mình mới trồng xuống, thì bà con mình nên xử lý một lần cái phân Vitagym giúp cho cái cây của mình nó ra rễ tốt hơn. Trong cái Vitagym, trong thành phần của Vitagym là có các cái hoạt chất như là brassinosteroid giúp cho cái cây quang hợp tốt hơn. Và cái thành phần thứ hai đó là triacotenol, nó sẽ giúp cho cái bộ rễ của mình nó phát triển mạnh hơn. Khi cái bộ rễ phát triển mạnh, lá thì nó giúp cho cái khả năng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, giúp cái cây mình khỏe hơn trong giai đoạn đầu vừa mới ra vườn. Và sau đó thì trong cái giai đoạn mà từ 15 đến 20 ngày sau khi trồng thì bà con mình nên chú ý là chăm sóc cây hoa cúc phải đảm bảo thứ nhất tưới đủ nước. Và cái thứ hai thì về cái phân gốc bà con đảm bảo. Và ngoài ra thì trên cái về phía phân bón lá thì bà con có thể sử dụng cái Silimax. Silimax là cái sản phẩm của Tập đoàn Lộc Trời, nó bao gồm có cả ba thành phần là silic, kali và canxi. Thành phần cái silic thì giúp cho tế bào của cây nó cứng hơn, giúp cho cây hoa cúc mình cứng cáp hơn. Và cái kali thì giúp cái cây nó một phần là nó giúp cho cái cây mình cũng giúp cây cứng hơn, mập hơn và cái bộ lá nó sẽ sáng hơn.
cái Silimax bà con có thể xử lý là 7 đến 10 ngày mà bà con xử lý lại một lần. Bây giờ trong suốt quá trình là từ lúc từ 15 ngày đến lúc có thể là đến lúc khi mình ngưng đèn, và sau khi ngưng đèn mình có thể sử dụng thêm một lần nữa, giúp cho cái cây hoa cúc mình nó cứng cáp hơn và cái nụ nó to hơn. Vâng, còn đối với dịch bệnh thì sao ạ? Hiện nay thì cái đoạn thời tiết đang biến đổi rất là thất thường, vậy thì bà con nông dân cần phải quan tâm đến những loại dịch hại, dịch bệnh nào ạ? Như trong bà con mình biết là trong giai đoạn hiện nay ở Đà Lạt thì cái dịch bệnh trên cây hoa cúc đang quan trọng nhất, đó là cái dịch bệnh vàng son ngọn trên cây hoa cúc. Thì nguyên nhân chính của là do virus nó gây ra, và cái môi giới truyền bệnh của cái bệnh vàng son ngọn trên cây hoa cúc chủ yếu là do những cái con côn trùng chết hút. Thì cho nên là bà con mình trong kỹ thuật chăm sóc, bà con cần phải chú ý là phòng trừ cái đối tượng chết hút như là bọ trĩ và nhện đỏ. Bên công tập đoàn Lộc Trời thì có cái sản phẩm mọc Radiant để phòng chuyên để phòng và trị cái bọ trĩ và nhện đỏ. Ngoài ra thì nó cũng có thể trừ một vài đối tượng như là sâu ăn lá trên cây hoa cúc. Vậy thì đối với những cái loại dịch bệnh dịch hại như vậy thì chúng ta cần có những giải pháp ra sao để có thể quản lý tốt ạ? Thì để phòng trừ tốt về cái dịch bệnh vàng son ngọn thì chỉ có bà con chỉ có cách là phòng là chính. Phòng ở đây là bà con thường xuyên thăm vườn và kiểm tra thật kỹ trên vườn của bà con xem có những cái đối tượng côn trùng chết hút nào, ví dụ như là bọ trĩ hoặc là nhện đỏ. Đối với bọ trĩ và nhện đỏ thì bà con cần kiểm tra thật kỹ, tại vì đây là những đối tượng mà nó rất kích thước rất nhỏ, rất khó thấy. Thì bà con mình phải quan sát và nhìn trực tiếp xuống dưới lá và phải nhìn thật kỹ thì mới thấy được cái con bọ trĩ. Và để phòng cái côn trùng chích hút thì bên tập đoàn Lộc Trời có cái sản phẩm đó là Radiant 60SC. Đó là sản phẩm của bên công ty Dow AgroSan do Bảo vệ thực vật An Giang phân phối. Giúp cho bà con mình quản lý tốt hơn về cái côn trùng chết hút ở trên vườn, nên là nguyên nhân chính gây nên cái bệnh vàng son ngọn của cây hoa cúc. Ngoài ra thì bà con mình cần chú ý là trong giai đoạn mình ngưng đèn thì nó cây hoa cúc rất dễ mắc về cái bệnh gọi là cái nấm cóc và nấm mè. Thì khi cái nấm cóc nấm mè khi điều kiện ẩm độ cao thì cái nó phát triển rất mạnh. Trong điều kiện Đà Lạt thì bệnh nấm cóc nấm mè nó phát triển thường xuyên, thì để quản lý cái nó bệnh nấm cóc hoặc nấm mè trên cây hoa cúc thì bên chi cục bảo vệ thực vật Lâm Đồng có khảo nghiệm qua cái sản phẩm Domac 40ME của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời trên cái đối tượng hoa cúc, thì giúp nó quản lý hiệu quả về cái bệnh nấm cóc trên cây hoa cúc. Ở trên vườn này thì nông dân người ta xử lý theo quy trình của bên công ty Lộc Trời, là sử dụng giai đoạn cây con, sử dụng cây Vitagen để giúp cho cái cây nó giúp phát triển bộ rễ tốt hơn, nó tích lũy được cái chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp nuôi cây. Và giai đoạn bắt đầu từ giai đoạn trong đèn và đến giai đoạn tạo nụ này thì bà con thì nông dân người ta xử lý cái Silimax. Cái Silimax thành phần chính là silic, kali và canxi, là nó là phức hữu cơ chứa ba thành phần, nó giúp cái cây hoa cúc mình nó cứng cáp và nó cây nó mập hơn, cái hoa nó sẽ to hơn, giúp cho cái năng suất và cái phẩm chất của cái hoa mình nó cao hơn. Về cái phần dịch bệnh thì bên trên vườn bà con mình chú ý là cần phải phòng trừ cái đối tượng là nhện đỏ với lại bọ trĩ, những con côn trùng chết hút nó gây nên cái dịch bệnh vàng son ngọn trên cây hoa cúc. Thì để quản lý tốt cái dịch bệnh cái côn trùng chích hút ấy, thì bà con mình sử dụng cái sản phẩm Radiant 60SC của công ty của phần tập đoàn Lộc Trời phân phối, thì vừa phòng và trị được cái bọ trĩ và nhện đỏ là môi giới truyền bệnh của cái bệnh vàng lùn son ngọn của cây hoa cúc. Vâng, xin cảm ơn kỹ sư Đặng Quang Huy ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục kinh nghiệm nông gia để cùng tìm hiểu xem bà con nông dân đã thực hiện thực tế như thế nào để có thể quản lý tốt được dịch bệnh, giúp cho vườn hoa cúc phát triển tốt.
Hiện nay Kiều Anh đang đứng tại một vườn hoa cúc của phường 5 thành phố Đà Lạt và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhà nông tại đây để tìm hiểu xem anh đã làm cách nào để có thể giữ cho vườn hoa cúc của mình phát triển tốt trong điều kiện thời tiết như hiện tại. Vâng, xin chào nhà nông Trần Văn Tình ạ. Thưa anh có thể cho biết là mình đã chăm sóc cây hoa cúc như thế nào để cây hoa cúc có thể phát triển tốt không ạ? Nói chung là thời gian đầu là mình mới trồng xuống là 3 ngày, là nói chung là mình bỏ những cái lượng phân là như phân chuồng, là lượng mình phân chuồng với vô chi lăng, là mình đổ đất trước cỡ 10 ngày nữa đó mình mới trồng. Nói chung mình trồng xong là cỡ 3 ngày sau là mình rễ ure, nói chung là ít thôi, đương nhiên là rễ có 10 ký thôi, không có nhiều đâu. Là rồi là mình rễ đó là cỡ hơn ngày sau là mình bơm con bể la diêm, là bơm cỡ 4-5 ngày là mình bơm là. Ngoài các loại phân chuồng hay là đạm ure mà anh thường sử dụng thì anh có sử dụng các loại phân bón lá hay những hợp chất dinh dưỡng khác hay không? Có. Những như giờ như cái thằng Bilagym là mình sờ chỉ trồng xuống cả 3 ngày đầu là mình bơm cả 4 lần nghỉ thằng Bilagym, là mình xong chuyển qua thằng Silimet là chủ yếu. Cái thằng Silimet bây giờ là nụ cúc dần dài vẫn bơm còn được, không đâu. Bơm nó còn to nụ mà cây nó còn cứng. Tại sao anh lại xài Vitagym và Silimax trong những cái giai đoạn phát triển của hoa cúc ạ? Đây là bây giờ chờ cái Vitagym hồi lúc nhỏ là để nó phát triển cái bộ rễ nó mạnh. Ok. Là sau này nhưng mà rồi như giai đoạn sau này là mình chờ cái thằng Silimax là nó cứng nó cay, lá nó to để nó dài. Vụ hoa cúc như vậy thì những cái hoạt chất này anh xài có nhiều không? Và nó trong những giai đoạn này? Vụ cúc này nói chung là chỉ một chơi Vitagym là chủ yếu là lúc nhỏ thôi. Chứ mà còn mà lên khúc đây thời điểm này là Silimax là phải 6 chai là anh nằm có 3 lít. Sau khi anh sử dụng các loại như là Vitagym hay là Silimax thì anh thấy cái cây trong vườn như thế nào? Nói chung là nó mạnh mà cứng mà nó dày lá hơn, nói chung cái sức đề kháng nó quá mạnh hơn những cái dòng thuốc khác. Theo anh thì trồng hoa cúc và con nông dân cần phải chú ý cái gì để cây hoa cúc khỏe mạnh? Nói chung là do cái cây với thời tiết, nói chung do thời tiết mình có, nhưng cái lượng nước, lượng phân mình nó thiếu thì nó lên cây cúc cũng mạnh lắm. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà nông Trần Văn Tình ạ. Thưa bà con nông dân và các bạn, với những kinh nghiệm thực tế mà nhà nông Trần Văn Tình vừa mới chia sẻ, cũng như là những kiến thức, những kinh nghiệm mà chương trình đã mang đến, thì hy vọng rằng bà con nông dân sẽ có được những cách chăm sóc tốt nhất cho vườn hoa cúc của mình, đặc biệt là trong thời điểm mùa mưa như hiện tại. Chúc bà con nông dân thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những chương trình lần sau. Rizumis, sản phẩm phân bón sinh học cải tạo đất chứa nấm cộng sinh Endomycorrhiza. Rizumis phát triển rễ mới, mở rộng diện tích hấp thu vùng rễ. Rizumis giúp dễ hấp thu lân, tăng hấp thu đạm. Rizumis kích hoạt cơ chế bảo vệ của cây chống chịu bệnh hại trong đất. Rizumis gia tăng chất lượng và năng suất cây trồng. Rizumis tốt đất, tốt rễ, tốt cây. Sản phẩm do bảo vệ thực vật An Giang phân phối.